đây lấy nè, cùi ra cái thùng lò này, bởi hứa nha, từ từ lật ra được á, ui giời ơi, kinh không, còn đã bát nhiều đây, còn 25 mấy xài 10 giỡn hoài không, 2 mít một cái tép, à 2 tép 1 mít, mít ô ô vàng này, còn là to mồm lắm luôn đó nha, phân tầng này, phân tầng cũng đơn giản. Được nữa nha. Phân tầng nó làm hai cái trép nó cán lại cái mít thôi thầy. Hôm nay cái còn giấy nha. Cái giấy xếp tắm dầu này. Đất trồng nó. Mít trép nó bịt lại này không? Mít riêng biệt, mít hai chứ không phải mít lao, mít bịt lại nha, con nào mà nó bịt lại là nó riêng biệt với cái bát luôn nha, nó không có bị cộng hưởng, con nào mà nó khuyết, nó có lỗ là nó cộng hưởng chung là mít lao, còn đây là mít riêng biệt, mít này là rõ lắm nè, đó, là chơi giao lô số này nha.